thôi ha, nhưng mà chưa phải là bạn trai ha. Where you from? Israel. Which land is Israel? Rồi bò này mình không thấy sang bò luôn. Không thấy chủ nhân. Trời ơi. Trời ơi. Mang chủ ơi, chủ ngược theo nó. Sao rồi? Wow, con bò này đã chở trứng mà chạy lên khán giả quá. Wow, chạy. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay Bước chân miền Tây đã có mặt tại địa phận xã Vĩnh Trung thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tham gia vào một lễ hội phải nói là rất là khác của đất nước Việt Nam chúng ta, đó là lễ hội đua bò của vùng bảy núi An Giang nhân dịp lễ Đôn Ta của bà con người Khmer. Thì hàng năm thì cứ đến lễ Đôn Ta thì bà con sẽ tổ chức lễ hội đua bò. Ở đây là đường đi vào nè. Năm nay thì giải chung kết cấp truyền hình tỉnh Giang sẽ được tổ chức tại huyện Tịnh Biên. Ở clip trước thì Bước chân miền Tây có quay giải dòng loại ở Chi Tôn, cũng rất là vui và cũng rất là gây cấn luôn. Nếu cô chú nào chưa xem thì có thể xem lại trên kênh Bước chân miền Tây nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong khu vực sân đua. Địa phận ở đây là địa điểm chính là chùa Thơ Mít nha cô chú. Một địa điểm phải nói là lần đầu tiên Bước chân miền Tây đặt chân đến đây luôn, chùa Thơ Mít. Thường thì đua bò ở chùa Rô hay là ở Chi Tôn. Đây là lần đầu tiên mà Bước chân miền Tây về chùa Thơ Mít của huyện Tịnh Biên. Ồ, ở đây người ta bán đồ quá nhiều nè. Còn có bán cá ly thi luôn. Cá ly thia chắc có lẽ là săn bò ở trong kia cô chú. Ồ, ở đây người ta bán ở đây người ta quảng cáo mấy cài hả ta, mấy cài mấy sới gì nè, Kubota. Đúng rồi, lễ đua bò năm nào cũng có mấy sản phẩm này hết. Giới thiệu sản phẩm luôn. Này là máy cài hả em gái? Máy chạch cho chanh được nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản, Thái Lan. Máy gì? Máy chạch hả? Chạch. Máy chạch ha. Puta ha. Máy chạch. Còn bên đây máy kéo. Okay. Máy kéo. Máy kéo. Mấy sới nữa anh. Nó một không khí rất là vui. Thì lễ Đôn Ta năm nào cũng vậy thôi, sẽ diễn ra đua bò, nhưng mà 2 năm trước thì do dịch Covid bùng nên không có tổ chức được. Năm nay là sẽ lớn và phạm vi sẽ vui hơn, đông hơn. Bà con đã không có xem được cảnh đua bò 2 năm rồi. Nghe Thái này mà chưa chưa ra đói bụng ăn là im ha. Bán gì? Cóc. Cóc ha. Rồi anh quay lên luôn cho bà con. Là đi vô trong kia là giới thiệu ngoài đây có bán cóc ha em gái. Mới nhá, mới nhá luôn hả? Vậy là có quen với anh này luôn hả? Gửi em luôn hả? Vậy là anh này là anh Cao Tùng là gửi luôn. Hay quá ta, quá em luôn. Bữa nay tôi về Tịnh Biên. Tôi nói nghe nói gậy nút không á.
chết luôn rồi, chào bữa nay tôi về Tịnh Biên tôi mới biết cái mặt của ghệ của anh Cao Tùng Vlog luôn nha cô chú. Tối ngày chơi nha ngoài đó. Quê em ở đây luôn hả? Em đây. Rồi. Lời nói em đã trở thành bằng chứng trước tòa. À, à, đây người ta mới nói rõ ràng luôn. Người chú em mua ngoài bán đất nha. Để thôi khỏi tào lao. Rồi anh chú em bán đất hàng luôn. Chị chú anh đã trở ra đây. Không mà người yêu thiệt cô Cao Tùng đúng không? Rồi rồi. Rồi cảm ơn em nha. Sẽ là bằng chứng trước tòa. Là một cái điều rất là thú vị trước khi vào sân bò đó chính là mình biết mặt của người yêu của anh Cao Tùng với Lóc luôn cô chú. Cười quá kìa đó, công nhận gu gu của ảnh phải nói là quá ngọt ngào, quá ngọt ngào mặn mà. Nãy giờ anh em là giỡn thôi mà con. Thôi tôi không biết giỡn hay không giỡn, không đừng có giải thích nhiều. Tàu hũ nóng. Hôm nay thì mình đi chung, vẫn đi chung với anh Cao Tùng nha, với anh Gió Vân Nam mà anh đi ở đằng sau rồi. Người ta bán đồ ăn vặt rất là nhiều cô chú ơi. Rồi ở đây là nước ha, điểm giới thiệu bán sản phẩm nước uống thiên nhiên an hảo. À. Hello hello. Hello, cái này thì tại đây có bán dâu kem chuối. Ủa nước này bán hả em gái? Bán hả? À, có tại anh bị liệu bên lễ hội Nguyễn Trung Trực thấy nước tưởng miễn phí. Hôm nay bán sữa chua vô ua. Ốp lạnh luôn. Dạ. Quá êm. Rồi bán bia Việt luôn kìa. Rồi rồi. Xong ra đây mua bia nhậu luôn. Cô đu bò xong là phải xỉn luôn nè. Bia Việt. Ồ, giờ này khán giả đi rất là đông. Đó là mấy cái xe của mấy đài truyền hình. Bây giờ mình sẽ chọn một cái vị trí nào đó thích hợp để mình quay đồ bò cho cô chú xem. Cái xăng đây là xăng, này ngược nắng rồi. Một số hình ảnh phía trên xăng trước khi bắt đầu diễn ra lễ đua bò nè, quá trời đông luôn. Xăng trên đây thì xăng đua ở dưới thấp hơn, là một cái mảnh đất ruộng. Như vậy thì không ai phải chen xuống dưới giống như ở bên Chi Tôm. Trên bên Chi Tôm người ta chèn xuống người ta xem rồi người phía sau xem không có được. Xăng ở đây thì ok. Tất cả mọi người đều đứng trên bờ cao hơn là khúc ở phạm vi ở phía dưới xăng đua. Nên thành ra có thể là không ai xuống được, ai cũng có thể phía trên cũng có thể xem được rõ hơn, hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ mình tay đi qua bên khu vực của mấy chú đua bò để quay được một số hình ảnh trước khi vào trận đấu. Đây mình tới cái khu vực ở này là ở đây là cái điểm đích đến đúng không anh? Đúng, ở đây chỉ là cái điểm cái đích đến, nó lộn. Còn cái mình xuất phát cũng ở đây luôn. Mình vậy là xuất phát đi vòng ở đây. Vòng này rồi vòng kia một vòng là xong một cái chuyến đua. Cái này là chuẩn bị đua cho anh hay là chuẩn bị đua luôn ha? Thì là có hai cặp bò đã vào vị trí rồi. Rồi cái này màu dữ luôn nè. Hello rồi. Anh ba dịch cũ đây. Dịch á mấy chú? Gà hả? Nghe nó đưa cái mề nó bốc con đâu rồi. Kết chưa? Quá vui luôn, vừa coi đua bò mà vừa nhậu ra là coi đua bò còn gì bằng nữa ha. Ngồi lên cái sạp luôn.
Đây là cặp đua thứ ba Bến Tre miền Tây đến chợ, là không có quay được hai cặp đầu tiên rồi con chú. Có một đôi bò ở Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Hay quá. Đây tới dòng cua này sẽ gọi là quyết định nè. Chào chị anh ơi. Đây là đôi bò của đợt đua thứ tư. Tổng cộng có 56 đôi bò đua giải chung kết nha cô chú, thuộc bà con ở tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang. Thôi sao có một như vậy là có một đội đã bỏ cuộc, thì cái đội này sẽ đi bộ cho giáp dòng xăng và kết thúc cái cuộc thi của mình, cũng là đội giành chiến thắng. Đi vòng qua để kết thúc thì có một đội bỏ cuộc. Chị Tôn, nghĩ do đội bò số đeo số 20 bỏ cuộc nên đội bò số 19 là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, không có đối thủ. Hiện nay đội bò số đeo 19 đang tiến qua lễ đài. Đội bò số 19 ở thuộc xã An Hảo đã giành chiến thắng, đang tiến dần qua khu vực lễ đài. Ban tổ chức sẽ lần lượt là đầu tiên là sẽ đọc bằng tiếng Việt và sau đó sẽ là đọc bằng tiếng Campuchia. Tại vì đa phần bà con ở đây là người Khmer nên sẽ có hai ngôn ngữ. Xin thông báo, còn khoảng 20 phút nữa thì chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc hội đua bò bảy núi trên khu vực An Giang lần thứ 27 năm 2022 sẽ được bắt đầu. Ngay bây giờ xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý và bà con nhân dân, chúng ta khẩn trương ổn định chỗ ngồi để vào đúng 8 giờ thì chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu. Giải đua lần này thì có một điều đặc biệt, đó là đua khoảng vài cặp và sau đó sẽ tiến hành lễ khai mạc. Không biết là anh trọng tài biên anh phất cờ cho đôi bò tăng tốc, nhưng mà thì chỉ còn có một mình thôi, cũng thông thả. Chạy chi lỡ dốc té à? Mày giỡn đâu, còn trên sân là còn được bị lội đó. Vẫn còn trên sân mà chưa về đích là vẫn còn bị lội nha. Chúc mừng chiến thắng, quá nhẹ nhàng. Hai cặp bò tiếp theo đó là cặp bò mang số 21 và cặp bò mang số 22 đã tiến qua khu vực lễ đài rồi, rất là thông thả nha. Rồi, chuẩn bị tăng tốc rồi cô chú. Rồi bắt đầu phát tín hiệu tăng tốc. Rồi, hai đôi luôn lên trên bò luôn rồi. Giờ không biết là đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Có khả năng là hai đôi sẽ bị lội.
À, đôi bò số 22 đã giành chiến thắng. À, xin chúc mừng đôi bò của ông Châu Xuân. À, đôi bò đi trước này nhưng mà là thua ta. Đôi bò số 22 giành chiến thắng. Mày lại cười cái coi. Bây giờ sẽ là vòng thi đấu tiếp theo. Sao quá, bước chân miền Tây cố gắng lắng nghe ban tổ chức đọc số. À, xin lỗi cô chú. Hiện tại là tất cả các đôi bò sẽ tiến vào sân lễ đài để tiến hành lễ khai mạc chứ không phải là thi đấu nha. Sau trận thi đấu vừa rồi chúng ta sẽ tặng để chuẩn bị tiến hành lễ khai mạc. Hôm nay là có đại diện hôm nay các trọng tài đang điều khiển các bò vào sân để chuẩn bị tiến hành lễ khai mạc. Thành nó xài mấy con đó mang đậm dấu ấn truyền thống văn hóa dân gian quân dân làm nông nghiệp cứu nước. Đó là thời gian mà người Khơ Me bắt đầu chuẩn bị cho vụ mùa mới. Qua 26 lần tổ chức hội đua bò bể núi trên đất miền Nam Giang đã trở thành nét văn hóa độc đáo của cộng đồng vùng bể núi hai huyện Thiên Tân và Bình Tiên, thu hút sự quan tâm của du khách và hoạt động du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội đua bò bể núi năm nay sẽ quyết liệt, hấp dẫn, đặc sắc với sự tranh tài của 56 đội bò cùng các huyện Thiên Tân, Bình Tiên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, cùng với tỉnh Kiên Giang. Tất cả tạo nên một nét văn hóa đặc sắc của vùng bể núi, làm lưu luyến biết bao du khách đặt chân đến An Giang. Đây là giây phút trao cờ lưu niệm cho các đội đua bò. Dạ định vậy qua cho đi lo. Nhưng mà ông nói tắt cái cái này cái đội thằng mà đấu giả thì đấu là lấy nè. Sáng phú kêu là đạn đó đó. Có đi ra ngoài này. À, mà gãy bắt đầu nó tắt mấy cây nó khỏi nó lòng dữ hả? Thì đi đây cũng đây dữ bị sai bị tiếng. Kính thưa quý vị, chủ nhân của 56 đôi bò tham dự hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 đến từ các huyện trong tỉnh An Giang gồm Tịnh Biên 30 đôi, Chi Tôn 14 đôi, Châu Thành 4 đôi, Châu Phú 3 đôi, Hoài Sơn 3 đôi, huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang 2 đôi. Và đây là chủ nhân của các đôi bò to, khỏe, do được chăm sóc bò tốt và thường xuyên tập luyện để duy trì thể trạng tốt nhất cho các đôi bò. Và điều này hứa hẹn sẽ tạo nên những giờ phút tranh tài gay cấn quyết liệt trong hội đua bò bảy núi năm nay. Một màn chào săn của nó là rất là thú vị của một đôi bò vừa kết thúc lễ khai mạc. Và đây là những hình ảnh của các đôi bò tiến về vị trí của mình để chuẩn bị tiếp tục cho trận thi đấu sắp tới. Lễ khai mạc đã kết thúc rồi cô chú. Hello, cho khán giả thấy mặt lần đó. Như em gái nè, mình là người Việt đúng không? Em Sài Gòn, còn bạn trai, đây là bạn trai. Bạn thôi ha, chứ không, chưa phải là bạn trai ha. Where you from? From Israel. Israel. Người Israel. Israel. America. Em gái là tham gia vào cái lễ hội lưu bò này là được bao nhiêu lần rồi? Lần đầu tiên luôn. Thì chắc chắn là anh bạn trai cũng một lần. Em có thể hỏi giùm anh coi cái cảm nghĩ của ảnh lần đầu tiên mà ảnh xem trận đấu đua bò Việt Nam của mình là như thế nào? Oh, it's great. It's wonderful. Good time. Good. Yeah. Very good. Very good. Là anh biết rồi. Ok, chắc là tuyệt vời. Thank you. Thanks. Thank you. Qua đây du lịch là bao lâu em? Bao lâu mới về? Em cũng mới có hôm nay. Hai em là bạn với nhau hả vậy? Dạ. Bạn học chung ha.
Em là đi Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn. Hôm nay là lễ hội đua bò cuốn hút cả người nước ngoài nha cô chú. Rồi, thank you rất là nhiều. Thank you. Cậu mang chào xanh của đua bò mang số 4. Cái mặt xong quá sung rồi. Ôi, đua bò này sao vậy? Đua bò bằng số 22. Lăng mắt. Điều khiển bò cũng phải nói là một nghệ thuật nữa nha cô chú, chứ không phải đơn giản chúng ta có thể là điều khiển được những chú bò này đâu. Những chú bò đua này phải nói là cực kỳ lì lợm, chứ không có đơn giản gì để mà chúng ta điều khiển đâu. Phải dùng một cái cây gậy có cái mũi nhọn sắc bén thì mấy đôi bò mới nghe lời. Chúng ta thấy không, có một đôi bò rất là lì lợm kìa, không chịu nghe lời điều khiển của chủ của mình luôn kìa. Đó, leo lời luôn, quá lì rồi, đôi bò số 40. Wow. Hai chú bò này rất là lì lợm nha, không chịu nghe lời điều khiển của chủ của mình luôn. Lên sân tắc lên. Có những hình ảnh như thế này thì cô chú xem chắc chắn sẽ không bị nhàm chán với những cặp đôi bò lì lợm. Tiếp hai ba người luôn mà vẫn còn lì lợm chưa chịu đi nữa nè. Trong khi ở đây thì những đôi bò khác người ta rất là ngoan ngoãn nha. Đó. Thường thì những anh bò mà ngang ngạnh lì lợm thì sẽ là những cặp bò đua rất là máu lửa luôn nha cô chú. Vào sân chơi thì đua rất là quyết liệt luôn á, không có đơn giản đâu. Biểu tượng của người Khmer đó là khăn gằn ở trên đầu. Đôi bò đã trở lại sân của mình đây. Đôi bò mang số 40. Chúng ta cùng nhau chờ đợi chút xíu đôi bò số 40 này sẽ thi đấu như thế nào nha. Chú bước chân mình đây thấy là quá lì rồi, quá lì lợm rồi. Đây đôi bò mang số 21 nữa nè. Mà chờ xong đã kết thúc nha cô chú. Đây là hai đôi bò đầu tiên sau khi kết thúc lễ khai mạc. Theo sau đó thì có một đôi bò nữa. Thường thì chỉ có một lần đua thì chỉ có hai đôi thôi, nhưng mà không hiểu sao mà trên màn hình chúng ta lại xuất hiện ba đôi bò. Đôi bò kia vẫn đi đâu chứ không phải đi thi đấu rồi, vẫn tốt lên trên này. Xin kính mời đồng bào và các bạn theo dõi các trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu tiếp theo sẽ là trận thi đấu giữa đội bóng số 23 của Chosina Tân Lợi Tân Biên. Chosina Tân Lợi Tân Biên. 4 của anh Quỳnh Thị Yên Ngoan tại Cô Tô Chi Tôn. 23 và 24. 24 của ông Yên Ngoan của Chi Tôn. Quỳnh Thị Yên Ngoan. Các bạn Quỳnh Thị Yên Ngoan. Chi Tôn. Chi Tôn. Chi Tôn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bán ca phân quân cho bà con được tiết ít cô biết ra lên và thấy bấy và tôi và sẽ ra một khu vực này lấy tập quân cho bà con biết ra lên và thấy. Và đây sẽ là màn thể hiện hơn nhau là sao ở cái cua này nè cô chú. Tới dòng thả rồi. Sau khi cây cờ của anh trọng tài phất lên thì hai đôi sẽ bắt đầu tăng tốc đó. Wow, quá quyết liệt rồi. Quá quyết liệt luôn. Mang số 24 này giành chiến thắng. Còn đây là anh chủ bò đã bị văng ra khỏi đôi bò của mình. Vệ sinh dính sình bùng quá rồi. Không sao, anh chỉ đơn giản chỉ bị văng ra khỏi cái tà lái của mình thôi. Không sao. Ô, anh rất là khỏe, chúc mừng anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng về cặp bò tiếp theo. Đây là kết quả của đôi bò tiếp theo bằng số 28 và 27. Đôi bò tiếp theo là đôi bò mang số 29 trên màn hình của cô chú và đôi bò số 30. Đôi bò số 30 bỏ cuộc. Bây giờ thì chỉ còn lại đôi bò số 29 không có đối thủ, sẽ đi hết vòng này và giành chiến thắng nha cô chú. Đây là thi đấu một mình nhưng đôi bò số 29 này không biết sau tín hiệu của lá cờ không biết có tăng tốc hay không. Hy vọng là cũng sẽ có một màn cho khán giả xem. Đó. Vẫn tiếp tục thông thả. Cái chạy bứt phá rồi tính cái dẫn phá nhưng mà đôi bò thì vẫn đi là ra chứ không tức. Quá tuyệt vời. Cảm ơn đôi bò mang số 29. Rồi đủ nó bà luôn. Xin chúc mừng chiến thắng lần. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đón cặp bò tiếp theo nha. Hình như là số 26. Và 36. 35 à. 36. 36 của ông Châu Sino và đôi bò 35. 35 đã bỏ cuộc rồi. Tiếp tục có một cặp bò và bỏ cuộc nữa. Rồi đôi bò mang số 36 trên màn hình của cô chú là giành chiến thắng nha. Tiếp tục. Như vậy là đã có đến 3 cặp bỏ cuộc. Và có 3 đội vào. Và đội giành chiến thắng nhẹ nhàng luôn. Tín hiệu cờ sẽ phát lên. Ok. Phát nè. Hy vọng có một màn bắn sình hoành tráng lợi nè. Xong. Ở bên đây có một cặp bò đã vào vị trí sẵn luôn rồi. Lại có một cặp bò nữa. Không biết là chắc là bị bỏ cuộc nữa rồi. Bỏ cuộc hoài coi rất là buồn ngủ. Ăn vô vòng trong đi không buồn ngủ đâu. Cô chú cố gắng xem cho đến những cái vòng đấu cuối cùng nha. Sẽ rất là gây cấn và kịch tính luôn. Đôi bò mang số 37 trên màn hình của cô chú là đôi bò chiến thắng. Lại tiếp tục một mình chào săn nữa rồi. Wow, đôi bò chưa về đích nó đã bỏ chủ của mình luôn rồi.
lắm. Ôi đôi bò quá sung rồi. Chủ chưa ra lệnh miết nào mà đôi bò đã tiến hành miết rồi. Cặp bò quá sung sức. Xin chúc mừng. Còn bên đây sẽ là cặp bò tiếp theo. Ba mươi chín là Dân Mão, thị trấn Tịnh Biên. 40 là Châu Sóc A, xã Núi Tô. Rồi không khí mỗi lúc càng ngày càng nóng lên nha cô chú. 39 và 40 sẽ là trận đấu lần này. Đôi bò này hứa hẹn sẽ gây cắn đây. Về phía bên ban tổ chức thì mỗi quy định của mỗi đôi bò trước sau sẽ khác nhau cô chú, chứ không phải là đôi nào đi trước là sẽ có chiếm lợi thế đâu. Ồ, quá quyết liệt rồi. Bắt cờ rất quyết liệt. Đôi bò mang số 39 huyện Tịnh Biên giành chiến thắng nha. Đôi bò tiếp theo mang số 43, phía sau vẫn chưa thấy đôi bò tiếp theo. Chắc có lẽ là một màn chào săn nữa và giành chiến thắng nhẹ nhàng. Phải nói hình ảnh giờ này phải nói là một buổi sáng rất là tuyệt vời luôn nha cô chú. Nắng cũng nhẹ nhẹ, chúng ta có thể thấy được hình ảnh của đôi bò dạ xuống dưới nước rất là đẹp. Rồi chắc có lẽ là có một đội đã bỏ cuộc. Cái khán giả sáng ngày hôm nay là phải nói là quá đông luôn rồi. Đôi bò số 44 bỏ cuộc rồi cô chú. Trên màn hình của chúng ta chỉ còn một cặp thôi. Thả và giành chiến thắng. Bây giờ mình tại vừa mới tắt máy thì không hiểu sao chú bò này lại đang đi lại té ngang. Có thể là do bị kẹt cái cây nẹp. Đang đi tới đó rồi chờ thằng già nó mặc dù không còn đối thủ nhưng mà chỉ còn một mình, nhưng mà lại gặp một cái tình cảnh quá, nó là cực kỳ khó khăn luôn cô chú. Không hiểu sao chú bò đang đi lại lăn ra té. Nhưng mà phải cố gắng hoàn thành hết cái đường đua mới cho là người thắng cuộc. Không biết rồi, không hiểu sao đôi bò 43 này lại có một chú bò bên tay phải té. Theo bức chồng ta nghĩ là do một phần của cái cây nẹp có thể là bị chú bò đã đứng lên được. Chú bò đã quá khỏe bình thường trở lại rồi. Hy vọng là đôi bò xe này sẽ hoàn thành và giành chiến thắng nha cô chú. Không gặp nữa. Ừ.
trình giao hơn chùa la. Wow, cũng rất là chiến nha. Chúc mừng đội bò băng số 43 cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đây là thi đấu một mình rất là khó khăn. Lỗi cô chú nha, kết quả chính xác của đội bò băng số 43 lúc nãy gặp sự cố là do vi phạm luật nên cũng thất bại luôn. Thi đấu một mình nhưng vẫn thất bại, quá xui rồi. Phải nói là cái đó là bị xui rồi, chỉ còn một mình thôi mà lại gặp sự cố vẫn không giành được chiến thắng. Phạm vi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một cặp bò trên màn hình nữa, không biết có thi đấu hay không, hay là rồi như vậy là đã có một cặp bò bỏ cuộc nữa. Hy vọng là cặp bò này thi đấu một mình sẽ hoàn thành luôn. Đua bò là như thế, giai đoạn đầu vòng loại thì chúng ta sẽ xem thì sẽ nó mờ nhạt hơn chút xíu nha cô chú. Gần vào vòng trong á, bán kết và chung kết á, sẽ coi rất là thú vị và kịch tính, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm luôn. Đây là đua bò thuộc xã An Tức, huyện Chi Tôn. Buộc cả miền hai vị trí hai cô chào kiếm nào không ăn tất sọc là tôm thì tôm từ chạy xa lên xe sọc là muối. Đội bò vừa rồi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không có sự cố gì cả, giành chiến thắng là cô chú. Bây giờ tiếp theo sẽ là cặp bò mang số 52 và cặp bò mang số 51. Wow, như vậy thì sự chờ đợi của chúng ta nãy giờ cũng đã được mãn nguyện rồi. Có hai cặp bò đã vào sân sẽ thi đấu với nhau. Hy vọng là cặp bò này sẽ giải tỏa đi được một cái không khí buồn ngủ nãy giờ nha cô chú. nãy giờ chúng ta coi là kiểu có một đội thi thôi, một đội thi thì xem không có hấp dẫn. Hy vọng là cặp bò lần này sẽ hấp dẫn hơn nè, 51 và 52. Chờ xem ban tổ chức sẽ đọc tên của chủ nhân của hai đôi bò. Không biết có vấn đề gì mà các chú đang nói chuyện lớn tiếng với nhau. Chuyện gì đây? Hy vọng là không có gì, mọi việc sẽ suôn sẻ. Ok. Khoảng cách giữa đôi bò trước và đôi bò sau sẽ theo quy định của ban tổ chức, chứ không hẳn là đội nào trước sẽ có lợi thế nha cô chú, và đội sau cũng sẽ có một cái đặc quyền riêng của đội sau. Năm mươi một con Nguyễn Văn Liệt. Wow, thấy rồi. Không thấy chủ nhân. Trời ơi. Mang chủ gượt theo đôi bò nào. Không biết là có thể kịp hay không. Đua sung sức quá chạy bỏ chủ luôn. Cặp bò quá sung sức. Đánh rơi là chủ nhân của mình biết sao rồi. Chủ đâu rồi kìa. Đó là sau những giây phút buồn ngủ, bây giờ chúng ta là đến một cái giây phút rất là hài hước. Và không biết kết quả là đội nào sẽ thắng cuộc, chắc chắn là cái đội mà góp cái chủ nhân của mình sẽ bị thua cuộc nha cô chú. Không thể nào mà bò mà không có người điều khiển mà giành chiến thắng được. Và cặp bò tiếp theo là mang số 53 và 54. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ chờ đón kết quả nha. Trận đấu tiếp theo của cô chú hy vọng là mọi việc sẽ suôn sẻ cho đến khi tín hiệu lá cờ ở phía sau. Chỉ mới vòng thường thôi mà hai đôi bò đã rất là quyết liệt cô chú. Đây nè, nếu như chúng ta đến ngay cái vị trí của anh trọng tài phát lá cờ lên thì đôi bò phía sau sẽ được quyền đạp đôi bò phía trước để giành chiến thắng. Đuổi rồi. Như vậy là đôi 54 chắc chắn sẽ là đôi bò thua cuộc. Theo quy định thì đôi phía sau khi mà chạy đến vị trí lá cờ này sẽ được quyền đạp đôi trước. Còn nếu mà chưa đến cờ thì đạp đôi trước thì sẽ thua cuộc. Còn đôi nhiệm vụ của đôi trước cứ việc đi thẳng tiến, hoàn thành nhiệm vụ của mình là sẽ chiến thắng. Lại tiếp tục có một đôi bò bỏ cuộc. Hình như ở bên đây các chủ bò đang cự cãi với bên ban tổ chức, không biết có vấn đề gì. Và khi mình còn tiếp đến cô vệ sĩ Lê Hà Sập Trắng rồi bao lâu Lê Hồng Trắng, Lê Hồng Sắc nó cũng là phú quân của người cô vệ sĩ Lê Hà Sập Trắng rồi bao lâu Trọng Phan nó cũng là Trọng Lăng cái cô vệ sĩ Lê Hà Sập Trắng mỗi ai qua thằng miền khi mà này mà học được đi cái cô Lê Hồng Sắc là cô đã là cá bò này này. Có dấu hiệu có những dấu hiệu, có triệu chứng của mấy chú bò lì. Hy vọng là hoàn thành vòng đua. Đôi bò mang số 55 không đối thủ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bị bắn sình luôn rồi. Ở đây gây cắn nhưng mà bên phía bên đây, bên ban tổ chức đây lại càng gây cắn hơn nữa nè. Không biết có chuyện gì. Chắc có lẽ là có sự khiếu nại giữa các chủ bò. Không khí mỗi lúc càng ngày càng nóng lên. Hiện tại bức tranh mình tay ngồi cũng nóng luôn tại vì trời nắng cô chú. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp bò tiếp theo. Ok, quá tuyệt vời, đã có hai đội bò rồi. Hy vọng là sẽ hấp dẫn hơn để chúng ta xem. Có một đội thi hoài coi rất là buồn ngủ luôn cô chú. Tăng cường an ninh thì không biết có chuyện gì cự cãi ở đây mãi thế. Thank you.
Anh công an này phải báo về lên trên điện thoại. Hả? Nó cùng dơi hả? Quần áo thiếu công an nha. Không biết chuyện gì bên kia. Mà bao xưa mà bốn. Mấy anh công an mời chú về lại bên phần khán giả. Bò tiếp theo sẽ là của ông Nguyễn Thành Tài và ông Châu Sen. Ông Nguyễn Thành Tài ở Chi Tôn, ông Châu Sen ở tỉnh Biên. Hy vọng là cặp bò này sẽ không làm cô chú thất vọng nha. Nãy giờ chúng ta xem có một đôi thi đấu rất là buồn ngủ. Ngược lại thì chúng ta xem được những cái cảnh rất là hài hước, rất là buồn cười. Ồ, tỏ thân tốc rồi, chưa đến vạch nữa. Vô. Ồ, quá đẹp. 60 của Nguyễn Thành Tài. Ồ, đôi bò phía sau còn rất là xa luôn nè, vẫn chưa tăng tốc nữa. Kết quả trận thi đấu vừa rồi, đôi bò mang số đeo 60 của Nguyễn Thành Tài và Tô Lan Nguyễn Chi Tôn là đôi bò giành chiến thắng. Ông Nguyễn Thành Tài số 60 đã giành chiến thắng nha, Nguyễn Châu Lăng. Hốc thấp đã ba lô Nguyễn Thành Tài, nào cung Châu Lăng, Nguyễn Sục Chi Tôn, Màn Thực Tôn Trời Đẹp Thiên. Ủa sao để tới đây lại nữa rồi, vấn đề gì đây? 59 cũng Châu Sen. Sao nó không chạy ra? Nó lì rồi, nó lì. Không phải đơn giản mà điều khiển được mấy anh bò đâu. Bởi ta có câu là lì như bò vậy đó. Lì lắm. Xét miếng đi con. Ôi lũi đâu vậy? Ở hết hồn vậy. Không đâu bạn ơi. Không sao, không sao, quá em hoàn thành rồi. Không đâu bạn ơi. Làm hết hồn chân. Cú tiếp theo là của đôi bò mang số 62. Sáu mươi hai đã bỏ cuộc, bây giờ 61 sẽ giành thắng cuộc. Rồi sáng ngày nay làm gì bỏ cuộc nhiều quá ta. Cố lên 61. Wow, rất đẹp. Wow, một màn bắn sình. Dù có dùng máy không? Không sao. Mày mà đụng cái máy nào? Ông dùng mình luôn đó. Lại có một đôi bò giàu xăng một mình nữa nè. Đàn ơi, sáng ngày hôm nay sao kỳ vậy ta? Bỏ cuộc nhiều vậy? Vậy thôi nha. Mấy anh đang tắm rửa vệ sinh rồi quá dơ hay sao kia, không hiểu có vấn đề gì mà quá la rồi. Đây là mấy anh bạn kích động nghe tôi quay lại nha. Đây thấy không, cách một con sông mà còn kích động bạo lực nữa nè. Không biết bên kia có chuyện gì đang xảy ra mà lại có nhốn nháo bên kia cô chú ơi. Đang live stream hả? Chắc có lẽ là gì khiếu nại gì kết quả thôi, chỉ có thế thôi. Bên kia công an cơ động tập trung lại rất là đông rồi. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra bên kia hay không? Tại vì bước chân tay ở rất là xa nè cô chú. Đó. Còn ở đây trên màn hình là cặp bò tiếp theo sẽ thi đấu một mình luôn. Bò leo lên xăng lỗi luôn hả? Bò chạy á. Bò bay là cầm bút. Bút là chuyện hình hả? Cuối cùng cũng hoàn thành số 63. Ơi, cuối cùng sự mong đợi của chúng ta đã có hai cặp bò tiến hành đua rồi. Thi cử mà bỏ cuộc hoài cô chú ơi. À, có cặp đua rồi. Lại xéo. Làm YouTuber mà. Ừ, mình quay. Rồi, quyết liệt rồi cô chú ơi. Wow. Wow, cố lên. Wow.
coi mới đã. À vậy đó. Vậy mới được. Dắn sình rồi dắn sình rồi các kiểu. Đội bò tiếp theo là đội bò mang số 8 nha cô chú. Nên là ánh sáng giờ này trên sân bò rất là tốt luôn. Này có thể ghi hình là rất là đẹp nè. Chưa thấy đội bò phía sau xuất hiện. Đừng có nói là bỏ cuộc nữa nha. Thi cử bỏ cuộc hoài. Coi buồn ngủ chết luôn rồi chàng ơi, chung kết đó. Nói vui thôi chứ vào những cái vòng sau sẽ rất là kịch tính, như cô chú cố gắng xem cho đến cuối clip nha. Ok. Đừng nên bỏ qua tôi xả vậy nha. Nhớ mộ vũ dân miền Tây nha. Rồi chắc chắn một điều là sẽ có một đội bỏ cuộc rồi. Đội bò số 6 bỏ cuộc. Đội bò số 5. Nó xưa nó buộc cái cọng dây ấy không vậy? Cái thứ đó chưa? Buộc cọng dây mà bên bên chùa. Vậy đúng. Tiếp tục thi đấu mà không có đối thủ. Là không đối thủ. Không đối thủ luôn. Đời không đối thủ. Thiệt. Không đối thủ. Thi cử mình cứ nghĩ hoài. Bữa nay bỏ xô không đi luôn trời. Lên trên thì nổi luôn. Hình như đang đăng ký đi, check in sống ảo xong rồi bỏ cuộc cái gì á. Tôi hỏi tôi biết đôi khi mình lên cũng không xong nữa nha, chứ không phải là xong đâu. Mình lên hồi nãy có cái cặp kia cũng bị lỗi luôn. Buồn thiệt chứ. Đi lấy gai thôi, đừng có vi phạm nha anh trai ơi. Đó, hai góc luôn. Vua sơ bóng vừa thấy lá cờ Việt Nam vua đâm luôn. Đâm gì nè, em có cái đâm đó nè. Đây mấy thằng kia đâm tích nè, mới định. Ngày cái tấm đó bị dính mắt cái đuôi. Tôi ngồi cái xung quanh tôi là mấy anh nhiếp ảnh mà anh nói đâm đít không à. Rồi. Đó là có nghĩa là đâm đít nè. Rồi đâm đít có nghĩa là mấy cái sơ mấy số hình nha cô chú. Mấy cái số hình của mấy anh bắn bằng máy chứ không phải là mấy anh sơm đít bò đâu. Cái gì vậy trời ơi trời. Ok. Tắm suối không? Tắm ăn đồ. Suối sát bên nè. Tắm đẹp quá. Wow. Đã hoàn thành, ok, xin chúc mừng. Trời ơi, chú mà Lộc lên đây là hết chụp luôn rồi. Đi lên kia chụp coi. Lộc ở đây rồi, đi lên kia. Có hai đội bò đã đi vào vị trí rồi. Không biết nét không, vậy gì chứ đổ hình nét đâu. Bên luôn bà la. Súng máy mà. Đặt súng con mà. Súng cơm chụp theo khác. Trời thấy tôi cận quá không? Chú về làm sưu tầm thôi. Anh thấy cái này nó mát hơn. Khó khăn mát hơn. Nhưng mà đứng gì là mát rồi nè, tại trên che mình chứ. Cái gầy em. Phép huy. Chưa nghe ban tổ chức đọc số và tên họ của hai đôi bò. Giờ biên đi. Còn... Ôi, mới có nửa vòng đầu mà đã máu lửa rồi. Chưa mà, chưa có chuyện gì xảy ra mà cố lên, bám sát theo đối thủ. Không thì thua luôn á. Ôi, cặp này quá sung sức rồi. Rồi, đã bám theo rồi. Chú ơi, áo xanh ơi. Chú ơi, áo xanh ơi. Rồi, quá êm. Số 17 đó kìa. Số 19 thôi bỏ đi. Rồi 17 chiến thắng. Đâm bò là do là tức. Không có cặp nào đẹp. Là vợ nhận nó ra nhưng mà con nó nhận không ra, thấy mẹ luôn. Rồi đi rồi, hết đồng tiền không ai. Đây nước dưới đồng rửa luôn. Hy vọng đôi bò tiếp theo sẽ máu lửa, không làm cô chú thất vọng nha. Hết xuôi con. Thấy ấm chứ chuyện đâu vậy? Người ta nói gầy thầy người võ đó. Đại con bò chứ đập máy gì nó chỉ đổ giống thôi, nó chạy không nổi đâu. Đại ốm nó làm chi hết trơn. Này tôi ngồi cơ mấy ông nhiếp ảnh này tôi nói bậy không luôn, chết luôn rồi.
bữa nay còn phải thoải mái ép mình lâu cho bạn nào xíu, bạn này xin qua cho bạn này vô xin một người rồi. Ok, vô chụp đi anh. Đi ăn á, bổ quá. Chuẩn bị súng ống đi anh em ơi, cặp này hấp dẫn nè. Tự nhiên má giờ má chen ra ngoài đây luôn rồi. Thôi. Thiệt tình buồn quá. Nè nó gục cái đầu xuống nè cho mong chụp hình nè. Rồi xong nó không chạy luôn. Rồi nó thả máy luôn rồi. Rồi vô kệ chụp. Wow, quá đẹp ơi. 21. Là mang số 31 của ông Châu Xuân, tỉnh Biên, và đôi bò 29. Và nói cái màn vừa rồi là bước chân miền Tây bị dính hết sịn đầy mặt luôn cô chú ơi. Mới lau máy xong giờ và tiếp tục quay tiếp cũng hơn. Hơn là thiết bị không sao. Nhưng mà quay được những cái khoảnh khắc như vậy thì rất là đẹp nha. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả của hai cặp bò này. Hy vọng là sẽ máu lửa như cặp bò lúc nãy. Càng về sau sẽ càng hấp dẫn nha cô chú. Đây là trận thi đấu số 3 lần thứ 32 rồi. Ba mươi một là sẽ là đôi bò đi trước, còn 29 sẽ là đôi bò đi sau. Đỡ rồi, đỡ rồi. Quá hấp dẫn. Bên đây thì mấy anh công an gớt cái dù luôn. Quá hấp dẫn. Đôi bò phía sau mang số 29 đã giành chiến thắng nha cô chú. Rất là hay luôn, hai đôi bò này đua rất là đẹp. Wow, vừa mới xuất phát thôi là hai đôi bò này đã máu lửa với nhau rồi. Xuất phát thôi mà hai đôi bò thật sự là rất là máu lửa luôn rồi. Wow, khán giả đang gieo hò, quá hấp dẫn rồi. Lá cờ đã tín hiệu. Miết 33. Wow. Giây phút trên sân mỗi lúc càng nóng lên nha. Sẽ chờ rồi đón kết quả từ phía ban tổ chức. Đôi bò mang số đo 33 giành chiến thắng nha, chúc mừng. Trận đấu tiếp theo thì sẽ từ đo bò mang số 37. Đo bò phía trước đã vào vị trí rồi, không biết số mấy, xa quá. Đôi bò 39 và 37. Đứng lên. Nó sân cái chân bò 37 có con màu đen và con màu vàng và con màu trắng. Đây là giống bò đua đến từ Campuchia. Bà con phải mua từ Campuchia và mang về đây để huấn luyện. Rồi vậy là cặp bò số 37 sẽ là cặp bò đi trước nha. Rồi 39 sẽ đi sau. Là xuống thì chú cứ cô đi sang sang bên cứ cô về lại lên sang cục cổ phơ. Càng ngày càng gây cắn từ lúc bắt đầu xuất phát. Bây giờ mới là hấp dẫn. Kể từ giây phút từ đây trở về sau sẽ rất là hấp dẫn nha cô chú. Đây
này đoàn đứng tới bên này. Không phải là Wow, đã bắt đầu tăng tốc. Ông đứng nha. Thôi đừng chen lấn chú ơi. Phía bên ban tổ chức đọc là đôi bò số 42 ra sân một mình. Nhưng mà không hiểu sao đôi bò của chú 52 lại ra đây. Không có đúng số. Phía ban tổ chức đọc là 42. Có một đội bỏ cuộc nên thi đấu một mình. Còn ở trên sân hay bước chân mình thấy là của chú này là đôi bò mang số 52. Không biết có chuyện gì mà mấy anh công an phải hộ tống luôn rồi. Hình như là cái chú này là cái chú cự cãi lúc nãy nè. Không biết có chuyện gì đây. Không biết chuyện gì đang xảy ra từ phía ban tổ chức và đôi bò này. Ban tổ chức đọc là 42 nhưng mà trên sân chúng ta là đội bò 52 đang thi đấu nha. Sự tháp tùng của anh công an nữa. Thì chú này lại tiếp tục cự cãi. Alo. Chịu đi ơi, tôi qua tôi điện mà không bắt máy, tôi qua tôi điện cho hay nên tôi nghỉ ngày mà không nghe, chịu như vậy đây mới được. Ban tổ chức vừa mới cho thông báo là đội bò trên màn hình chúng ta nãy giờ là đội bò đã bị loại mang số 52. Đôi bò này đã bị lội nhưng mà cố tình xuống sân. Anh em đang vận động rời sân. Như vậy là vòng thi đấu thứ 35 vẫn chưa diễn ra. Hy vọng là lễ hội sẽ diễn ra một cách vui tươi lành mạnh nha cô chú. Là phía sau hậu đài của mấy anh đua bò không biết có chuyện gì vậy nữa, vẫn chưa thấy cặp bò mang số 42 ra sân. Đây cuối cùng đội bò 42 đã xuất hiện trên màn hình. Đội bò tiếp theo đó là 49 và 51. Trận thi đấu số 37. Năm mươi mốt là con Nguyễn Văn Liệt, 49 là xã Núi Voi. Ông Nguyễn Văn Liệt là dường như là các trận đấu đua bò là bước chân miền Tây nghe cái tên rất là quen thuộc luôn, dường như là trận nào cũng có tên của ông Nguyễn Văn Liệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nha. Mới có xuất phát thôi mà đã gây cắn rồi. Trước
chưa đến điểm cờ mà đã, nếu mà như mà đổi bò cặp bò sau đạp thì cặp bò đó sẽ thua cuộc nha, nên cặp bò sau không dám chạm vào cặp bò trước đâu. Wow, khán giả đang hò reo nè. Cặp bò tiếp theo là cặp bò mang số 55. Hy vọng là không có cặp bò nào bỏ cuộc. Vẫn chưa thấy cặp bò tiếp theo cô chú. Wow, có rồi. Mừng quá, 53. Năm mươi ba của ông Trương Thanh Hùng. Nó xuống lạnh đây, nó xuống lạnh đây. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nha. Các anh trọng tài đang cố gắng đưa hai đôi bò vào đúng vị trí của mình, giữ đúng khoảng cách theo luật. Anh đôi bò anh kiềm lái, anh kiềm lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả của trận thi đấu nha. Ờ, sao rồi, wow, đôi bò này đã chở trứng rồi, chạy lên khán giả, wow. Wow, chạy. Lôi ông đua bò lên luôn rồi. Chắc ăn là đã bị lội. Ở đó có những khoảnh khắc nguy hiểm, thì kèm theo đó là những khoảnh khắc rất là hài hước luôn. Không biết là có cho trở lại săn đua và tiếp tục hoàn thành cuộc đua của mình hay không, hay là bỏ cuộc luôn. Xa quá không có quay được cái cặn, góc cặn nha cô chú, thông cảm nha. Không biết là đôi bò có trở lại săn hay không. Rồi chú trọng tài ngồi xuống giùm con. Quá mừng rồi chú ơi. Ồ, nhìn người lì lợm kìa. Đó. Mới vòng thả thôi, không biết có cho tiếp tục thi đấu hay không. Rồi chúng ta cùng nhau hướng về và đôi bò lúc nãy vẫn còn thi đấu. Còn quay qua đây thì đôi bò số 55 đang tiến về đây. Chắc chắn là đôi bò 55 thắng cuộc rồi, một chiến thắng nhẹ nhàng thôi, không cần mất nhiều sức lực. Đôi bò đã lên bờ lúc nãy, đã trở lại săn của mình. Thấy là chạy cũng rất là máu lửa luôn. Wow, rất là đẹp. Nhưng mà rất là tiếc, không được may mắn cho lắm. Tại em nghĩ em đi chuyện rồi. Đôi bò số 63 cũng đổi Nhân Phúc sẽ là đôi bò đi trước. Chắc có lẽ còn khoảng một cặp hai cặp nữa thôi thì người ta sẽ kết thúc và nghỉ trưa. Cuộc thi đấu sẽ tiếp tục diễn vào lúc là 13:30, nghĩa là 1:30 trưa. Giờ này thì nắng rất là gắt này cô chú. Rồi đã xuất phát. Wow, máu vậy. Wow, wow,
giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem màn trình diễn của hai đôi bò sau tín hiệu của lá cờ của anh trọng tài ở bên góc phải. Đôi bò mang số 63 thông thả chờ cho đôi bò phía sau đi chơi kịp mình. Dường như là kết quả đã có nên anh số 63 không có còn vội vàng nữa nè, cứ thông thả và đi về đích. Trong khi đôi bò ở phía sau không biết gặp sự cố gì mà vẫn đứng yên một chỗ chưa di chuyển. Mất theo luôn. Quá đẹp. Chạy vô cố vô cũng thua à. Chạy vô cố vô cũng thua à. Rồi. Như vậy là đôi bò của ông Võ Hoàng Phúc mang số 63 đã giành chiến thắng. Cũng là lúc kết thúc vòng loại đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay, thì hy vọng chút xíu chúng ta sẽ quay lại với vòng loại tiếp theo, cũng sẽ là vòng chung kết, sẽ tiến hành vào lúc 1 giờ rưỡi trưa nay. Rồi, hy vọng là cô chú sẽ tiếp tục ủng hộ cho Bức Tranh Miền Tây xem tới hết clip nha.